Không quay cua ngày bán cua dạo. Chụp vô người ta thấy cua nhỏ nhỏ, người ta đâu có biết gì đâu. À. Ok. Chụp vô thấy cua nhỏ nhỏ nhìn không có ngon phải không? Ờ. Cua này là mắc tiền hơn cua này nè. Mấy con này là mắc tiền hơn con này nữa nè. Mấy con cua cớm mà là đây, 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 đây. Nó nè. Cua cớm mà con này hả? Ờ. Mắc tiền hơn cua kia luôn hả chứ? Ờ. Hai da đó. Cua mà hai da gọi là cua cớm á hả? Ờ. Ít ăn cua cớm cũng ăn cua kia. Con này cua bự này cua cớm hay cua gì chứ? Cua bự này cua gạch đó hả? Ờ, đấy nè. À. Okay. Bự quá ha, nó cua cái mai nó bự quá ha. Cái mai nó bự rồi cua gạch. Có ba chú này cua gạch. Không quay giới thiệu cho chú luôn á. Chúng ta có cần đặt một cua thì liên hệ. Cái cua này đây ra tới đường Bình Long là cái mặt ta nó quen hết rồi. À, chú hay bán cái khu vực ở Tân Phú này hả? Tân Phú Bình Long rồi hả? Từ đây ra tới đường Bình Long. Từ đây ra tới đường Bình Long là biết chú luôn hả? À, thấy chú cũng nổi tiếng khu vực mà bán cua nổi tiếng khu vực này hả? Vậy là chuyên bán cua cơm, cua gạch với cua thịt phải không chứ? Đa loại luôn hả? Cái này quay chỗ. Ủa, là chuyên bán cua dạo sao chứ? Ờ. Đây mình xách này đi bán vậy hả? Ờ, cứ đi vòng mấy người quen nó không có mười. Mấy người là xin khỏi mời. À mấy người quen là khỏi có mời hết là tới là không, biết mấy người quen là mời. Mấy người quen là mình mời chào ta. Ờ, còn người lạ là khỏi mời. À. Mời nó có nó chê này chê kia nó có biết gì đâu, mất công mệt. Người lạ ta không có biết cua của mình ra sao rồi chơi ờ. Này chơi kia nghĩ là đây nên nghĩ vợ chồng bọt thôi à, không nên nghĩ ai hết đó. Vợ chồng bọt phải ủng hộ chú không ạ? Ờ à, bữa nào có tiền mua cua ủng hộ chú không? Nay thì tình cờ gặp chứ chưa có ý định mua. Chú hay uống cà phê ở đây thấy hay gặp chú vậy. Ờ có hộp đánh cờ chơi chú cọp mà mấy đứa em cháu nó nói thì thôi à. Nó nói thấy ông cọp tèo thôn đồ này kia rồi thấy có lấy cà phê ông cọp ông cứ kêu đánh cà phê hoài. Có bao lần tôi không bao giờ muốn đánh cà phê với ổng, anh ăn chơi rồi mấy đứa cháu mà nó nói việc đó rồi thấy thôi. Nó thấy ông cọp kèo thôn rồi muốn đánh thôn thì trời ơi có cà phê mà nó không tiền bạc gì đâu. Ủa mà chú theo nghề bán cua chắc mười mấy năm mà chưa giờ. Dạ. Cái này nhà chú vựa cua luôn hả chú? Vựa mình không có vựa gì á. Sáng lên 10 ký, mười mấy ký cứ đem đi bán à, sáng mình đi lấy mười mấy ký mình đi bán vậy hả? Ở dưới Bạc Liêu gửi lên. À Bạc Liêu gửi lên là sáng mình cứ đi lấy mười mấy ký mình. Ngoài bến xe miền Tây á, có khi là 7-8 ký. À. Có khi 10 ký, mười mấy ký vòng vậy đó. Bữa nào có cua ngon nhiều thì nó gửi nhiều ít, nó gửi ít. Thấy cái bà bán cua cũng nổi tiếng YouTube lắm á, cái bà mà bán cái gì mà cái tên gì quên là chuyên gia bán cua YouTube nó nổi tiếng luôn á. Ừ. Quay lên cái bà gì mà chuyên bán cua mà nổi tiếng trên YouTube thì tay quay hoài à. Ờ thấy cái bà đó bán cua rồi gì YouTuber tới quay bà hoài. À. À. Bây giờ đó chú nói con đó. Nếu con cua này. À. Nè, bể mình nè. À. Cua hai da nè, nó bể à. Rồi nè thấy không? Nó nứt qua tới đây luôn rồi nè à. Cái vỏ này muốn sắp dục bỏ rồi à. Nè, nó bể nè thấy chưa. Bây giờ mày chấp mày cái quận Tân Phú này mày mua chỗ nào mà được 3 ký thì tao sẽ thua mày hết ở cua này à. Không mà khu vực này là nói về chú là tao cũng biết à chứ đó mày mua ở đâu mà được 3 ký. Ở còn bộ. Mày dặn trước thì tao không nói, là mày dặn 1-2 ngày thì tao không nói. Đúng rồi. Mày lỡ mày mua bất ngờ không bao giờ có. Tao đây là cái hàng này nó xin lỗi với là nó muốn độc quyền khu này. Có những ngày tao 3-4 ký, có những ngày 5 ký, có khi có 3-4 con. Không ai mua cua là mình phải mua biết cái chỗ quen chứ không mà mua lạ là không ngon. Vậy chứ sao? Đúng rồi, mua lại nhưng mà biết cái mối mới biết lại cái chỗ kia bán cua có thương hiệu có tiếng rồi á, mình mua sẽ được cua ngon.
còn mình lại quay lại mình mua nhiều khi không có được, mua đủ thứ loại hết đó, dở đủ thứ loại dở còn... hết đó, chứ không phải mà có một thứ cua đâu. Ủa còn mấy người mà bán mấy cua mà cái gì ba năm chục ba ba con vậy bên ngoài đường là sao chúng mấy người ấy vậy? Cua đó là kêu là cua xương với nước không đó, là cua đó cua xô. Cua xô là ta chuyên bày ở đường bán là nhiêu năm chục ba con bùa mấy con vậy phải không? Cua đó là cua không ai ăn rồi đó. À. Nhưng mà cái chuyện đó người ta mua bán thì người ta mua bán nhưng mình đâu có nói gì ai được. Ta muốn bán sao người ta bán. Ai muốn mua ở đâu người ta mua. À. Hồi nãy giờ chú nói mày rồi đó. À. Có nghĩa là người lạ chú không mời thằng nào con nào là gì mệt lắm. Đúng rồi đúng rồi. Mình bán mấy người quen vậy thôi à. Bán cho mấy má quen mà khỏi mời chào nhiều. Tao cũng biết mình là ví dụ tao cần mua mình mua không thôi chứ mời chào mấy người lạ mà khi giải thích đồ kia cũng lâu lắm. Nó nói cua này cua kia bị bây giờ thời buổi bây giờ người ta bán gạt lắm. Đúng rồi. Đầy đường hết rồi. Thằng nào cũng mở cái lô cua biển Cà Mau đây, cua biển Cà Mau đây hết chứ đâu. Cua giờ thấy cua gì cũng thương hiệu cua biển Cà Mau quá đó. Nó ra mượn cái danh đi. Nó mà mượn danh tôi đi bán lắm đó. Cà Mau là cà chớm. Nó bán rồi đâu phải như tao mà lạng lạng tối ngày ở đây. Đúng rồi. Còn nó bán rồi đủ mẹ nó lấy tiền đó, nó chạy mất dép rồi. Bán lần xong dông luôn. Còn chú bán, chú nói thiệt với mày đó. Tao bán thiếu bây giờ đó là nó lên con số trên 18 triệu rồi. À. Trên 18 triệu. À bán thiếu cho tao giờ là trên 18 triệu rồi. Trên 18 triệu. Tính là gói đầu cho tao hay sao chứ? Rồi. Cứ bán rồi nó mua lần này rồi nó trả rồi sao nó mua từng này qua từng kia vài ba từng nữa. Cứ để đó rồi 1, 2 từng lại lấy tiền 2, 3 từng nghĩ không chừng rồi. À. Cua này mình chở xe đạp đi bán hả chứ? Xe, chú là xe máy, xe đạp. À, chuyên chở xe đạp đi bán luôn hả? Mà chú tên gì để con up lên? Cua. Chú ba cua hả? Ừ. À, chú này là bán cua nổi tiếng ở khu vực quận Tân Phú thì anh em có nhu cầu mua thì có liên hệ chú này. Nhưng mà thường thường mua thì người ta có gọi số điện thoại chú hay là người ta có gọi chứ. Số điện thoại 039 2588 039 2588 039 à 039 2588 039 để con quay up lên để giới thiệu chú bà cua. Nhiều khi trên mạng trên đồ ta quay là bị nhiều người biết rồi, nhiều khi ta có ủng hộ có bà bán cua này kia rồi nhờ có cái mạng xã hội mà bà nổi tiếng luôn á. Cái bà cô trước không biết nhớ bà tên gì. Nhớ bà tên cũng tên bà Ba nữa. Bà Ba mà cua bà Ba đúng rồi, cua bà Ba nổi tiếng á. Nhưng mà bà bán giá nếu con cua này đó là bà bán cỡ 650 ngàn một ký rồi. Đúng rồi đúng rồi. 650 ngàn. Chú bán có 400 một ký rồi. Nhưng mà chuyên gia bà luộc sẵn luôn rồi bán. Luộc chứ đâu có bao nhiêu lửa đâu. Đúng rồi. Ai ăn luộc mình bán luộc, ai ăn cua sống mình bán cua sống mình chứ. Chú bán có 400 ký chứ nhiều. À, 400 ký à. Ờ. Ủa chú thường thường ngày nào cũng ra đây, chú hay có bữa qua bữa không? Bữa không. Cái khung cảnh đây nó yên tĩnh ha. Chứ nhiều chỗ quán xô bột đông lắm, ồn ào. Chú không nói xạo với con nữa rồi là gì hết á. Đúng rồi. Đây nè. Cái danh sách mà người ta mua thiếu nè. Trời. Nha. Thì ra mười mấy triệu luôn hả? Ờ, mà người ta trả được một ít rồi. À. Người ta cái bản có bản danh sách luôn hả? Ba em gửi này mới trả nè. À. Còn còn 18 triệu mấy mà trả còn 9 triệu mấy hả chú? Phải.
coi là đậu tiểu. Nhưng mà bán cua này vốn phải bỏ ra mạnh ha, chứ chứ ít ít vốn rồi kia cũng cũng được. Nhiều khi có bán này cửa triệu rồi gói đầu tùm lum hết á. Này chú bán được trung bình khoảng nhiêu ký chú mình ký không? À, 11 kg 7. 11 kg 7 á hả? Tại giờ chú ít người biết thôi chứ thấy cái chất chất lượng cua thì cũng cũng ngang với bà cua bà ba người vậy á. Cũng ngang à, nhưng mà tại ít ít có người biết tới thôi. Như là có nhiều người bán cua vậy nhưng mà được lăng xê lên nhiều á. Ta mạng xã hội đồ lăng xê lên rồi cua trở nên nổi tiếng rồi bán được nhiều. Đây nhiều người tới quay phim. Hy vọng quay chú, hy vọng chú nổi tiếng giống mà bà bán cua. Ủa trước khi làm nghề bán cua chú làm cái gì chú? Chắc xưa là bán cua. À. Và năm 2001, 2002 là đã có bán cua rồi. À 2001, 2002 là bán cua rồi. À. Nhưng mà hồi đó nó mấy đứa con mình nó đi phụ hồ. À. Thì thời gian khi mà năm 10, năm 7, năm sau á, à, con mình nó là thợ hồ rồi, à, là ba thằng. À. Thì mình muốn đi quen biết chỗ này chỗ kia thì mình cứ nhận công trình mình làm. À, trước khi làm bán cua là làm hậu công trình đúng không chứ? À, con thì đi phụ hồ, à, nhưng mà mình bán cua. À, con đi phụ hồ còn mình thì bán, đi bán cua hả chú? Ừ, nhưng mà thời gian sau á, là mới bỏ 5-7 năm gì đó là mình đi nhận công trình cho à, con mình nó làm. À, nhận công trình cho con là làm rồi. À, mới bán được mấy năm nay. À, bây giờ hết à, làm bây giờ nhận con mình nó đã là tư kiên, là nó ở riêng ở tư rồi, tụi nó lớn thành người hết rồi. À, tự nhận nó làm đây. À, bây giờ con chú thành danh rồi, bây giờ chuyển thầu công trình rồi kia là giờ chú về chị trở lại nghề bán cua phải không? Nói chung là giờ đa số người ta tự làm chủ nhiều, tự kinh doanh buôn bán thêm. Không mà cái nghề bán cua này cứ chở đi xuống, đi chợ đi số cũng cực hay chứ ha. Mấy cái rổ cua cũng nặng, một rổ cua như mười mấy ký không chứ? 20 ký không? Cái này hả? Ừ. Cái rổ này đầy lên như vậy là mới hơn 10 ký. À. Bán 5 ký rồi đó. À. Còn này 6 kg 7. À. 1 kg 7. Thank you.